Được cha và cộng đoàn, con là Phêrô Nguyễn Văn Hùng, con ở thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh. Và bao nhiêu năm là khoảng 13 năm là con hứng hờ với Chúa. Bố mẹ con bảo con đọc kinh, nhiều khi con chửi cả ông bà này cơ. Nhưng mà mấy lần con được ơn đấy là con tự nhiên con đi tắm về thì con đau quằn quại, thế là mẹ con điện hai ông anh rể bảo là thôi đưa em đi viện đi, thì mẹ đi xoay tiền là chắc chắn là thằng này là phải mổ rồi. Thế là bà hai anh đưa con sang viện trước, mẹ thì sang sau, đấy là mang thêm cái chai nước phép mà nhờ thường thường là trong nhà là có. Thế ra bảo con đang đau quằn quại, thế bác sĩ đang hội chẩn là cái ca này là phải hội chẩn, vì ở bên bệnh viện con là nghèo lắm mà không đủ cái kinh phí đây là để mà mua máy móc cao, nên là bác sĩ bảo là bây giờ là phải hội chẩn và mổ lâm sàng. Thì mẹ con sang sau, mẹ con đưa chai nước phép và bảo con là làm dấu đi rồi con uống. Thì con không nói là gì xa xôi, con vừa uống xong vừa làm dấu xong thì là con lành. Thế là đấy là một ơn mà đấy, ơn đấy mà con chưa nghĩ đến Chúa, con lại tiếp tục lo làm ăn, lo vui chơi, quên Chúa, tội lỗi. Thế là cách đây 2016 thì con bị căn bệnh là thoái hóa ba cái đốt sống cổ này và nó chèn cái máu lên não. Thế là con nằm trên một cái sàn nhà mà con cứ nghĩ mình nằm trên trời, không bao giờ ngủ được, chỉ nắm mắt lại là sợ rơi thôi. Nên là mình mất ngủ và con có đăng mấy cái status lên là con xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho con. Và mẹ con cũng vào trong này mua máy rồi về để cho con khấn lòng thương xót của Chúa. Thì ơn Chúa là con đã được chữa lành hai cái căn bệnh mà đó. Còn bây giờ Chúa lại thử sức con thêm một cái nữa là đầu năm này là con đi có đi đám tang về thì nó phát hiện ra là một cái khối u ở trên mũi này. Nhưng mà con vào đây con không phải là xin ơn để Chúa chữa lành nữa, mà con xin ơn Chúa tha tội cho con. Cộng với con xin một cái ơn nữa, đó là xin Chúa ban thêm sức khỏe cho cái vị ân nhân người linh mục mà dẫn dắt cả cái đoàn chiên. Con vinh hạnh nhất là con được vào đây mà giữa cái biển người, con cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Con tủi thân quá, mình là người công giáo mà mình không dám đứng lên làm chứng cho Chúa. Trong lúc đấy là bao nhiêu người ngoại đạo họ đến đây họ làm chứng cho Chúa, con thấy mình xấu hổ và tội đồ vô cùng luôn. Nên con chỉ xin một cái ơn, đấy là xin ơn tha tội cho con. Vâng, thưa anh chị em, sau một thời gian dài anh ấy đắm chìm trong tội và anh đã nhận được hai ba ơn chữa lành về mặt thân xác, nhưng mà cái ơn mà anh cần nhất là ơn phần hồn, đó là ơn sám hối, đó là ơn hoán cải mà chúng ta sắp sửa bước vào mùa chay. Và tuần tới, ngày thứ tư mồng 6 tháng 3 là chúng ta bước vào mùa chay. Mồng thứ năm mùng 7 tháng 3 là chúng ta dỗ đầu Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô, là ông nội của giáo điểm Tin Mừng. Cho nên chúng tôi sẽ làm một tuần lễ từ ngày mùng 1 tháng 3 thứ sáu cho đến ngày mùng 7 tháng 3, một tuần lễ để chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông nội là Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô, ông nội của giáo điểm Tin Mừng. Và người anh em này đang là thực hiện điều mà chúng ta sẽ thực hiện mạnh nhất trong mùa chay, là hoán cải, là sám hối, là quay trở về để lãnh nhận ơn tha tội. Chỉ cần mình nhận biết Chúa ơi con là kẻ tội lỗi thì lòng thương xót Chúa đổ tràn xuống trên ta. Tôi gửi tặng anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa, đấng mà anh đã 5 lần 7 lượt được ơn của Ngài mà anh cứ không thèm đón nhận, mà anh cứ quay lưng đi, chạy theo vật chất, theo tiền của. Hôm nay anh quay về với Chúa, Chúa tha thứ cho anh và gửi tặng cho anh cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Nhờ mẹ để mà đưa anh đến với lòng thương xót Chúa, và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa với thánh nữ Faustina để Chúa móc anh lại. Đừng bao giờ anh quay lưng lại với Chúa nữa. Rồi, cảm ơn anh. Xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ. Xin cha tha tội cho con. Con tên gì con?